chào tất cả các bạn. Mình tên là Huy, hôm nay mình 22 tuổi. Trước đây á, mình có một điều trăn trở là mình luôn luôn có một nụ cười không bao giờ đẹp. Và đó là điều làm cho mình cảm thấy là mất tự tin trong đời sống hàng ngày. Thì ước mơ mà được niềng răng á, là một ước mơ mà theo đuổi mình 5 năm trời. Trước đây thì là sinh viên mà thì làm gì có điều kiện để mà niềng răng. Thì rất may mắn là mình đã biết được nha khoa này là nơi mà mình đã đặt niềm tin vào đây. Khi mà mình tới đây, mình được chào đón rất là nồng nhiệt. Bác sĩ nào cũng vậy, cũng nói với mình một câu, tốt nhất là nên niềng răng. Bởi vì trước đây mình đã từng nghĩ là mình sẽ đi bọc sứ. Bởi vì tình trạng răng của mình, mình được tư vấn là nó khá là ổn định về khớp cắn, tất cả mọi thứ. Nhưng hai cái răng khởi này làm cho mình không cảm thấy là mình còn duyên khi cười nữa. Và mình đã có ý định là bẻ nó đi và trồng răng sứ. Và rất may khi mình tới đây thì được tiếp theo động lực là hãy niềng răng để trả lại cho mình một nụ cười đẹp. Và bây giờ thì mình đã mang mắt cài trên răng rồi. Mình coi nó giống như là một cái thứ trang sức trên răng của mình vậy đó. Ban đầu khi mà mình niềng răng á, chỉ khó chịu trong vòng một tuần đầu tiên, cái lúc mà răng mình được tách kẽ thôi. Tới quá trình gắn mắt cài, 2 tuần sau thì mình có thể ăn cả thế giới. Nên các bạn yên tâm là đừng có lo lắng chăn trở là niềng răng nó có đau hay không, hay là niềng răng nó có xấu hay không. Không đau. Và hãy coi nó như một thứ trang sức đẹp, thì lúc nào nụ cười bạn cũng tự tin. Và tới bây giờ mình luôn luôn tin rằng mình sẽ có được một nụ cười đẹp trong một tương lai gần nhất. Mình rất là muốn cảm ơn nha khoa Anna, bởi vì cũng đã truyền động lực cho mình. Các đội ngũ bác sĩ đây rất là tận tâm, rất là nhiệt tình. Khi mà mang mắt cài á, mình sẽ có cảm giác tự ti khi nói chuyện, bởi vì nó hơi bị vướng, nó sẽ hơi khó để điều khiển cơ môi của bạn. Nên đội ngũ bác sĩ đây luôn tận tình, lúc nào cũng túc trực 24/24 khi mình cần. Lúc mà mình buông mắt cài á, thì mình tới các bác sĩ đây vẫn luôn niềm nở để gắn lại mắt cài cho mình. Nên các bạn yên tâm về phần mà nó có mất tự tin hay không nhé. Và mình hy vọng rằng các bạn trẻ, nếu mà đã mất tự tin về nụ cười của mình, thì đừng ngần ngại, hãy tới và thử niềng răng, để một ngày không xa bạn chắc chắn sẽ có một nụ cười đẹp. Tạm biệt các bạn.